Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Trong một thời gian trước đây, có những cái luồng dư luận trái chiều với nhau về một cái câu hỏi mà tới bây giờ thì đã có cái kết quả các anh chị và các bạn. Một cái câu hỏi mà tưởng chừng như chúng ta không có lời giải. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã có lời giải này rồi. Các câu hỏi chẳng hạn như tu như ông Thích Minh Tuệ đấy, cơm gạo đâu mà có mà ăn. Người ta bỏ đồng ruộng người ta đi tu như vậy ha. Thì ông Minh Tuệ ông đã làm được gì cho xã hội này? Ông là cái người rất là bất hiếu ha. Cha mẹ đang ở nhà như vậy mà đi bỏ đi tu thì họ là những cái người mà đang có cái tinh thần sân si quá cao, họ chưa nhìn ra được cái chân lý ha. Một người tu hành mà đi đi phổ độ chúng sanh như thế nào, họ chưa nhìn ra được vấn đề đó. Mặc dù ở đây sư Thích Minh Tuệ cũng vẫn chưa có phải là một người thành công ha, chưa có phải là một người thành công giống như thầy mong đợi, thì bảo rằng bây giờ con vẫn còn tu tập ha, con vẫn còn học. Một ngày nào đó nếu mà thành công thì không có đi khất thực nữa ha, dành suốt cái cuộc đời mình cho việc tu hành. Trong thời gian 2 3 ngày đổ lại đây thì các Phật tử muốn cúng dường cho sư Minh Tuệ thì cũng không biết cúng thế nào, tại vì trong cái khổ hạnh đầu đà này không có nhận tiền bạc anh chị và các bạn, không có nhận tiền bạc, cái điều tiên quyết chỗ đó. Và đó cũng là điều gây tranh cãi ha. Mọi người bảo rằng đó là làm gì cho xã hội này. Em cũng đã xem rất là nhiều video clip để trả lời câu hỏi này của chị và các bạn. Những cái đoàn xe ha, những đoàn xe mùm kéo về Gia Lai, cái nơi mà coi như là quê hương của sư Thích Minh Tuệ. Người ta làm từ thiện rất là nhiều. Người ta bảo rằng á, ở đây á, ngoài những cái người trồng cà phê ra thì còn có những người dân, người ta cũng rất là khổ. Qua cái những cái video clip mà nhóm những người tu khất hạnh đầu đà được gọi là đệ tử của sư Minh Tuệ đấy ha, để đi gieo duyên và bắt gặp nhiều cái nhà là không có đồ để mà ăn uống. Chính vì điều đó mà các cái cộng đồng mạng bảo rằng á, thay vì chúng ta làm vấn đề mà đi chùa thế này kia thì thôi, thì chúng ta đi làm từ thiện ở một cái nơi quê hương của thầy ha. Cái điều này mình sẽ chứng minh cho anh chị và các bạn xem. Các bạn chờ một tí. Có một cái á, như thế này á, là một số ít các video clip mới nhất thôi. Còn những cái clip cũ á, mình cũng đang xác minh rằng á, thực tế các video clip này á, có phải là clip cũ hay là không? Theo em suy nghĩ như thế này nha, các anh chị đừng có like em nha ha. Dù là clip cũ hay là dù là clip mới, nó cũng lan tỏa tình yêu thương một cách nhanh chóng ha, rất là nhanh chóng các anh chị và các bạn. Nếu đó là clip cũ thì loan tỏa ra cho những người khác làm theo, còn nó là clip mới thì quá tuyệt. Những cái căn bạc gắn vào những cái chiếc xe đều ghi là hướng về Gia Lai hết. Em thì em đang coi cái mốc thời gian nó như thế nào. Nói chung là làm được điều từ thiện nó rất là tốt, rất tốt anh chị và các bạn, tốt. Các anh chị các bạn chờ một tí nhé, để em gửi cái video clip đó qua bên bên điện thoại của em mở cho các bạn xem một tí. Nói sách bách có chứng ha, nói sách có chứng chứ nhiều khi người ta nói mình nói không có căn cứ, không căn cơ. Hôm nay thì khán giả vào sân si nhiều quá, bảo rằng có một chủ đề mà nó hoài
Em nói các anh chị và các bạn, một chủ đề về từ thiện mà chúng ta cũng phải ha hư cấu cãi lộn với nhau hoài. Để em gửi vào Zalo một cái. Tự nhiên xem gửi vào Messenger nó không ra các anh chị ơi, nó không ra. Người dân ở Gia Lai rất là vui mừng anh chị, rất là vui mừng. Như vậy là chúng ta cũng đã trả lời được cái câu hỏi mà khán giả Bắc Bí, những cái người yêu mến sư thích Minh Tuệ ha. Đây, do cái hình ảnh này nó có nhạc anh chị, đưa lên nó dính bản quyền, do đó em chỉ cho các anh chị xem thôi đó, để trả lời cho anh chị xem là cái câu hỏi của các bạn hỏi mình á, là sư thích Minh Tuệ đã làm gì được cho xã hội này. Mong muốn rằng những cái hình ảnh các bạn đang xem sẽ làm cho các bạn vừa lòng, hài lòng. Thầy Minh Tuệ mà đi đến đâu, cái chỗ nào nghèo nhất Việt Nam, chỉ cần dừng ở đó một tuần lễ thôi, một ba bữa thôi ha, lập tức cái nơi đó nó sẽ thay đổi ngay. Các bạn tin tôi đi. Tình yêu thương của những người đối với thầy Minh Tuệ rất là lớn, lớn dữ lắm. Tại vì người ta không ngờ rằng có một cái người tu hành theo một cái pháp hạnh đầu đà mà nguyên thủy mà thành công như vậy. Nhưng mà đối với bản thân sư Minh Tuệ thì cũng vẫn bảo rằng là mình chưa có được cái gì cả các anh chị và các bạn, vẫn tiếp tục đi khất thực. Càng làm như vậy thì nhiều người lại càng có sự kính nể hơn các anh chị. Đây coi lại lần nữa. Các anh chị nào hôm trước bảo rằng làm được cái gì cho xã hội này á, ha, tu như ông Minh Tuệ thì không có gạo mà ăn. Đấy, nhưng mà đúng, các bạn không có, hay là thầy Minh Tuệ không có nhưng người khác sẽ có nha. Đồng bào ở Gia Lai người ta rất là phấn khởi các anh chị và các bạn ha. Rất là phấn khởi. Em xác nhận cái clip này là clip mới nhất các anh chị ha, và tại vì trong video clip này em nghe được cái những YouTuber á giọng rất là quen. Ai đó bảo rằng á thầy Minh Tuệ á tu như vậy được cái gì cho xã hội này thì tùy các bạn nha. Tại vì thì các bạn suy nghĩ như vậy thôi, tôi đã nói các anh chị rồi. Tại các bạn suy nghĩ như vậy thôi ha. Chứ những cái người người ta có cặp mắt tin đời á, người ta nhìn ra hết. Người ta nhìn ra hết những cái vấn đề mà sư Minh Tuệ sẽ đem lại cho xã hội này là cái gì. Ha, là một cái tình yêu thương bao la cực lớn, kết nối giữa những cái người ha dư và những người thiếu lại với nhau, sẽ tạo ra một cái xã hội rất là đẹp, dễ thương ha, cân bằng. Nhiều khán giả bảo rằng mình dùng cái từ hé nhiều quá. Đây là thói quen và đây cũng giống như là thương hiệu của mình. Còn một cái câu hỏi nữa mà cũng phải trả lời các bạn, đó là vấn đề các bạn bảo rằng á sư Minh Tuệ tu như vậy là bất hiếu, không lo gì cho cha mẹ cả. Trước khi đi tu, sư Minh Tuệ đã xin cha mẹ mình đi tu. Mà các bạn biết rằng ở trong cái Phật giáo á, sau khi mà thành công đắc quả thì mình về mình độ trì cho cha mẹ mình là cái điều mà công đức vô lượng anh chị và các bạn ha.
Tôi cho các bạn nghe một đoạn video clip, chỉ mong muốn rằng đoạn video clip này sẽ không bị đánh bản quyền về vấn đề mà thầy Minh Tuệ nói về người mẹ các chị ha. Không phải là người ta không có sự suy nghĩ tự nhiên đang yên đang lành bỏ nhà ra đi đâu các chị. Nhiều khi các anh suy nghĩ của anh chị á khiến cho người ta gây cái sự hiểu lầm cực lớn, và đó em phải nhắc anh chị ha. Ngày xưa ở nhà đi về là mẹ nấu cơm, nhưng khi nào cũng có cơm ăn cả. Đồ dơ cởi đó thì mẹ giặt, giặt dù sạch sẽ, giường bệnh mẹ trải mùng mền không có mắt làm. Đó là một tí xíu tâm sự của sư Minh Tuệ nói về mẹ. Lúc trước có mẹ thì sướng lắm, về ăn đồ dơ này kia đồ có mẹ lo hết. Cái người mà xuất phát nói ra được những câu này có phải là người có hiếu không? Các bạn có thấy trân trọng khi các bạn bước ra ngoài xã hội, chúng ta quên mất những cái điều cơ bản nhất mà mẹ đã dành cho mình. Trong lòng các bạn đã bao lâu rồi các bạn chưa về nhà? Đã bao lâu rồi các bạn chưa nói chuyện với mẹ mình? Hãy lập tức làm điều đó khi còn có thể. Những vấn đề sư buông bỏ hết để mà tìm hiểu về cái hạnh đầu đà này, mục đích để làm gì? Mục đích cũng cho tốt đời đẹp đạo, mục đích cũng để cho cái xã hội này nó vui vẻ vui tươi hơn. Tôi sẽ là cái người tiên phong đi theo khẩu hạnh đầu đà để mà tìm ra chân lý, thoát khỏi cái sự luân hồi sinh lão bệnh tử. Các bạn không biết gì hay là các bạn vô tình vô ý, các bạn bảo rằng tôi như vậy là bất hiếu, mà các bạn chỉ nhắm vào một mình sư Minh Tuệ thôi, còn những người khác thì sao? Thôi thì em cũng xin kết thúc cái buổi phân tích ở đây, cũng trả lời cho quý vị các bạn rằng á, trước có nhiều cái tâm sự mà người tu hành người ta không nói ra cho các chị nghe được. Người ta đang muốn buông bỏ, mà buông bỏ trong cái xã hội 4.0 này rất là khó. Xả bỏ, ly bỏ. Cái sự việc mà không sử dụng internet và không sử dụng tiền, các bạn làm được không? Do đó em cũng mong muốn rằng, em khuyên mọi người rằng những người đã đặt câu hỏi rất khó cho em đó ha, mà rất dễ, đó là ông Minh Tuệ ông tu như vậy đấy, không có lúa gạo ăn, ông là người bất hiếu. Và ông tu như vậy á, ông làm có ích gì cho xã hội? Mà tôn ông như cái bậc thánh nhân thì những ngày qua những đoàn từ thiện cũng đã trả lời cho em biết rồi. Em không cần trả lời các bạn, em chỉ dẫn chứng cho các bạn xem ha, là các bạn rất là sai lầm khi đặt câu hỏi này. Em cũng rất là mong muốn là một ngày nào đó sư Minh Tuệ sẽ về cái quê hương của em ha, để em mượn ké. Nhưng điều đó có thể thực hiện được hay là không, chúng ta hãy chờ đợi một cái việc may mắn. Chúc quý vị các bạn xem video vui vẻ. Các bạn nhớ đừng quên bấm like, subscribe hộ em. Cảm ơn.